mua trên tay bàn đường hai chợ đàn. Để xa nhân thấy nấu trên cửa thì một con mười bốn, 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 con mười bốn. Mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra, có mấy chị ra xuống chị ra theo năm tháng hoài mong được. Con bốn mươi con bốn chục số gì đây con, gì đây số gì đây con, gì đây số gì đây con, gì đây cho nghe lắm lòng thương anh. Đi đôi mình xa nhau, cứ quên nơi tình chúng ta đã đi vì ai. Năm mươi hai, 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 năm mươi hai. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, tâm cứ vô trong trường chân. Kính thưa quý vị, số tám độc giải của miền Giang. Bây giờ xin mời quý vị đoán độc giải, quý vị xin nói gì được. Bây giờ khán giả ơi, tiếp tục ngồi trong vòng loại mới nhá. Thì anh chị mình đi sau đến một thì lúc này từ bây giờ thì thời tiết nó hơi bị mưa lất phất bay bay á, anh chị mình dồn sát sát là giúp chùi sang cho miễn phí rồi mà em bao đen sang cho chị xin một vé đi cưng. Thì cứ sang lại cho chị. Giờ là vòng loại tiếp theo, đó là vòng loại 30.000 đồng của đơn vị hôm nay, cho nên là quý khán giả thương ủng hộ thứ bạn của chị đoàn nha. Dạ rồi anh dò các vé của chị Huyền tạm dừng lên nha. Mã không lại 4907 4907 không lề 17 17 có 1 28 có 2 49 49 có 3 57 vừa mới cơ quan hợp lề. Cảm ơn em nha. Rồi bây giờ tặng em sẽ một lời sau. Rồi bây giờ em lấy một cái voucher của công ty Bảo Thăng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Để đó. Cho người khác lên tôi không trao đó. Rồi em rồi nè. Hay rồi. Chứ dạ, con chúc mừng chú nha. Xíu cho có quyền bảo là dương lên đó mình đổi vé. Hay quá đi trời. Vĩ hát đó để mà đầu tư logo đó. Mình đổi vé nha. Dạ. Trong loại vừa rồi mã số 4956. Dạ hợp lệ. Dạ 4947. Hợp lệ luôn à. Với các con số may mắn số 7. Dạ có 1. 20. 20 có 2. 45. 45 có 3. 54. 54 4 có 4. Dạ y chang mình trả vé cho nhau à. Mình trước khi chơi giờ anh Hoàng Chính anh trai mình chút xíu à. Anh nào có tới đây nhiều lần chưa anh? Đó. Cái là Luna không đúng rồi thì còn thời. Ủa Luna kỳ vậy? Ừ, Luna kỳ vậy. Luna kỳ vậy. Thì thôi nhé luôn nha. Rồi ok. Anh đã có vô chơi chừng nào mà sửa. Cái này sửa nhà. Ừ, chừng nào có nhà để sửa thì mình xài. Ok. Thôi quẹo vô. Nghe em phải nga lại. Rồi. Nghe bây giờ, anh chưa có dép, giơ tay giùm em nè. Ở giữa luôn, chị Thương, ra phía đây luôn, trước mặt luôn chị Quyền ơi. Nói chị Thương, nói chưa. Chị là chị Quyền hôm nay mới có 35 tuổi thôi quý vị. 35 tuổi thôi. Dạ, tính theo tuổi phụ. Dạ. Còn tuổi giấy tờ là 53 nha. Chưa có dép, giơ tay giùm em nha. Hôm nay nhận qua một phần quà giá trị đặc biệt của nhà tài trợ còn có bạn mà xin khách hàng đi. Và bên cạnh đó chúng ta thường nhận qua đó một cái voucher trị giá là 20 triệu đồng của công ty liên hệ xây dựng Bảo Khang. Đúng rồi, nên là các nhà mình nhớ hãy ủng hộ bé. Và bây giờ dòng lại đây là 30 anh chị. Ai chưa có bé đầu tư nhanh đầu tư lẹo dòng có bé rồi thì đừng có kiếm tất cả quý vị. Gặp nhiều, may mắn. Bay gì ra bay gì ra bay gì ra bay gì ra lúc ta đã quên không gì một lần. Go, be they, be they, be they, be they.
không thì ra số thì ra. Rồi, thì bây giờ chúng ta có một chủ nhân đầu tiên, chủ nhân thứ hai ở vòng đặc biệt đầu tiên, à thứ